Ta đã có mặt trên sân khấu đầy đủ rồi ạ. Bây giờ thì xin phép may mắn được hỏi nghệ sĩ Võ Hoàng Yến trước được không ạ? Với chị cả của dàn nghệ sĩ năm nay ạ. Rồi ạ. Câu hỏi đầu tiên sẽ dành cho Hoàng Yến. Đấy là biết thì Hoàng Yến đã từng tham gia rất là nhiều chương trình truyền hình quốc tế. Vậy thì ở Sao Nhân Vũ có điểm gì khác so với những chương trình trước đó mà Yến tham gia? Chào Mai Hằng, xin được chào anh Khoa, chào tất cả các nghệ sĩ cũng như là xin chào tất cả quý vị và quý vị báo đài đã có mặt ngày hôm nay tại buổi họp báo của Sao Nhân Vũ 2023. Với câu hỏi của Mai Hằng thì thực ra Hoàng Yến cũng đã tham gia rất là nhiều chương trình truyền hình quốc tế. Nhưng mà mỗi chương trình nó là một cái phong cách khác nhau, mỗi tính chất khác nhau, và hầu như từ xưa đến giờ chúng ta tham gia những chương trình liên quan đến công việc nghệ thuật của mình. Và mặc dù mình cũng là fan của một chương trình của chương trình Sao Nhạc Vũ từ xưa đến giờ rồi, và khi mà Yến nhận được lời mời á, Yến hỏi luôn ban tổ chức, ủa mắc gì bây giờ mới mời, quá lâu rồi. Có nghĩa là mình cũng đã rất là trông chờ để mình được trở thành một trong những thành viên của chương trình, để mình thứ nhất mình có thể tự test được thể lực của mình, xem mình có thể khả năng chịu đựng đến đâu, mình có thể học tập được những gì, và quan trọng nhất là mình muốn thanh xuân của mình có sẽ được mỗi cuộc đời của mình. Wow. Trước khi đặt câu hỏi cho nghệ sĩ khác thì chỗ này thì Mai Hằng cũng xin chia sẻ một chút là ngày hôm nay tôi không chỉ là một người dân tộc mà tôi sẽ là một người fan các bạn nữa, mặc chiếc còi này. Chiếc còi quen thuộc ở trong đơn vị đúng không ạ? Nhưng mà cái chiếc còi này để làm gì ạ? Để tôi thanh tất cả các nghệ sĩ ở đây không được tiết lộ quá nhiều bí mật của chương trình. Thế nên là các nghệ sĩ hãy cẩn thận với tôi nhé. Tôi sẽ thanh bất cứ lúc nào đấy ạ. Và nếu mỗi lần tôi thanh, mọi người sẽ phải nói lại đấy. Rồi, xin cảm ơn. Bây giờ thì xin phép được hỏi Nhã Phương nha. Rồi, khi mà dàn nghệ sĩ Sao Nhạc Vũ 2023 được công bố thì tôi đã đọc được rất nhiều comment với nội dung cho rằng Nhã Phương sẽ khóc rất nhiều trong chương trình. Không biết là bạn có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về những comment đó không? Dạ, đầu tiên thì Nhã Phương gửi lời chào đến tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng như là tất cả các anh chị báo đài, và chúc mọi người một năm mới nhiều bình an và hạnh phúc ạ. Nhã Phương xin trả lời câu hỏi của Mai Hằng. Thực ra thì nếu đọc những comment đó thì Nhã Phương thấy bình thường, tại vì đó là câu chuyện muôn thuở mà từ xưa đến giờ mọi người hay nhắc về Nhã Phương, cho nên là Nhã Phương thấy nó cũng là bình thường, không có vấn đề gì hết. Chỉ là muốn biết Nhã Phương như thế nào thì chắc mọi người xem Sao Nhạc Vũ đi ạ. Chứ giờ Phương có nói thì cũng không tin, hơn Phương cứ hay xem Sao Nhạc Vũ đi ạ. Thông qua channel của con bố thì cũng thấy ánh mắt sắc lẹm của Nhã Phương đúng không ạ? Và chúng ta rất là đón chờ cô ấy sẽ thể hiện như thế nào trong mùa Sao Nhạc Vũ năm nay. Và tiếp theo chúng ta sẽ xin phép được hỏi nghệ sĩ Diễm My ạ. Diễm My thì là một người rất ít tham gia các game show hay là những chương trình truyền hình thực tế đúng không ạ? Vậy thì với Diễm My, điều mong muốn nhất và lo lắng nhất khi mà bạn tham gia vào Sao Nhạc Vũ là gì ạ? Lời đầu tiên Diễm My xin được chào anh Khoa, xin chào tất cả quý vị đang có mặt trong cái phòng hôm nay. Thực sự cái điều mà My mong muốn khi mà tham gia chương trình Sao Nhạc Vũ, trước tiên đó là My mong mọi người, mong các khán giả của mình gần gũi mình nhiều hơn, mình gần gũi với khán giả nhiều hơn. Tại vì từ trước đến giờ thì cái vai diễn viên tham gia ở trên truyền hình cũng như điện ảnh thì mọi người thường nhìn My với một cái hình ảnh hơi xa cách một chút, nó có cái gì đó hơi kiêu kỳ, hơi xa cách, nhưng mà thực sự My muốn cho các khán giả của mình biết rằng mình là một người rất là thân thiện, rất là tình cảm. Và cái thứ hai nữa là My cũng là một fan của Sao Nhạc Vũ và đã xem chương trình mấy mùa trước, rất là hâm mộ chương trình và cũng muốn có chương trình trong thanh xuân của mình giống như chị Yến vậy đó. Và một điều quan trọng đó là mình muốn vượt qua những nỗi sợ của bản thân mình, vượt qua mọi giới hạn của bản thân mình. Xin mời quý vị khán giả xem chương trình. Có vẻ Diễm My rất cảnh giác với chiếc còi của tôi ạ. Vâng, cảm ơn Diễm My rất là nhiều. Chưa gì mà đã đem cái còi ra hồ rồi, chắc chắn mọi người cũng như kiểu trả lời cho có rồi, xong rồi một câu lại là
bây giờ mình chạy cổ rồi kìa, cảm tình thua rồi. Vâng, tổng đạo diễn đã quản lý chiếc gói của tôi rồi. Mọi người cứ thoải mái chia sẻ, tôi sẽ lựa để tôi trộn chiếc gói đằng sau. Vâng ạ. Vâng, tiếp theo xin được hỏi đồng chí Ngọc Linh. Vâng. Trailer vừa rồi thì cũng nhìn thấy là bạn là một người mà ở trên cạn thì dân tin và xuống nước là tin dân, bởi vì bạn không biết bơi đúng không ạ? Và may mắn rất là thắc mắc, không biết là liệu bạn sẽ vượt qua những thử thách của chương trình như thế nào? Chị có muốn em kể không? Tùy em, chị vẫn đang cầm gói đây. Em lựa lựa mà nói nha. Em xin chào tất cả các anh các chị ạ. Thì thật ra em cũng khá tự tin vào cái sự nhanh nhẹn của mình trên bờ, nhưng mà em lại không đọc, em lại không biết bơi khi mà em tham gia chương trình Sao Mẹ Ngủ. Tuy nhiên thì đấy nó không phải là cái điều lo lắng của em, tại vì nếu mà cái gì mà mình không biết thì mình học thôi ạ. Thì cứ mình cứ trải nghiệm và tham gia đến khi nào mình đọc được cái đó thì thôi, thì em thật sự em thấy nó không phải là thứ gì đấy quá khó khăn. Nghe xong thì tôi cảm thấy tò mò khi mà tập 1 lên sóng đấy ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Tiếp theo sẽ là đồng chí Minh Trang. Bạn nhí đầu đấy ạ. Vâng, bạn sợ tôi hỏi cái gì bạn buộc miệng hay sao? Tôi đây đồng chí nhấp nhấp. Ai, nhấp nhấp ạ? Đồng chí Minh Đào Ngọc Linh. Tôi đang sợ cái bị hồ hốt. Bây giờ đồng chí hồ hốt. Ở đây không có nguy hiểm gì đâu ạ, cũng không có thử thách gì đâu, nên bạn đừng áp lực của tôi. Tôi sẽ ít gọi. Ok, rồi trên tay bạn thì đang cầm tấm ảnh của chiến sĩ Thùy Anh đúng không ạ? Tôi sẽ đóng vai hai vai, tôi sẽ là đại diện cho đồng chí Thùy Anh không có mặt ở đây. Còn những gì tôi nói thì cứ cho như là tôi nói cùng nói đi vậy. Chắc hẳn là chiến sĩ Thùy Anh của chúng ta do lịch trình công tác ở Hà Nội không bay vào tham dự được, thì thông qua livestream của chúng tôi thì sẽ đón nhận được tình cảm của Minh Trang cũng như là các chiến sĩ đồng đội của mình đang có mặt trên sân khấu này. Bây giờ thì xin phép Mai Hằng hỏi Minh Trang một câu, đấy là bạn được biết đến ở trên mạng xã hội là một vitamin hài hước, vui vẻ, lầy lội, và khi mà dàn nghệ sĩ Sao Nhập Ngũ 2023 được công bố thì cũng có rất nhiều người, mọi người nghi ngờ là sẽ có rất nhiều tình huống cười té ghế ở trong chương trình, và điều này liệu có đúng không? Lời đầu tiên xin cho phép em gửi lời chào đến tất cả các anh chị có mặt trong khán phòng cũng như là khán giả đang coi chương trình ngày hôm nay. Thì cái điều mà đồng chí Mai Hằng vừa nói là cái điều mà cản trở mình rất là nhiều, cho tôi rất là nhiều khi mà tôi nhận lời mời của các chương trình, bởi vì chương trình quảng cáo những quán nhỏ này vui dữ lắm, nó nói gì cũng vui hết, nó thở cũng vui, rồi tới hồi chúng ta không vui nó mới vui. Đó là tới cái khúc đó nó rất là, nói chung đó là một loại áp lực khi phải luôn vui tính đó mọi người, tại vì vui mà nó là cái niềm mà niềm hạnh phúc trào dâng từ trong tấm lòng trào ra, chứ không phải là một cái gì mà mình phải cưỡng cầu hay là mình phải gượng ép, nên là mình luôn muốn là tạo nên một cái niềm vui một cách tự nhiên nhất. Khi mà mọi người không đón chờ nhất, mình hay đánh úp gì đó, ví dụ như khi ở trong lớp mình sẽ là một người không nói gì nhiều, nhưng mà khi mình nói thì mình lực chút chỗ đó mình mắc cười mình mới dám nói. Nhưng mà khi mà mình cũng sợ chạy lâu rồi, nhưng mà khi mà mình thấy là thôi giờ nếu mà mình ngồi nhà mình sợ dữ lắm. Mình thấy sao mọi người đi chương trình can đảm ghê, có thể vui vẻ, có thể làm hết mình. Thì sau khá nhiều thời gian sợ thì mình cũng quyết định là ô, chương trình này có nhiều cái trải nghiệm hay mà ở ngoài chắc không bao giờ được hết, nên là mình cũng muốn là thử, bây giờ đừng nghĩ gì hết, nhận lời thử coi rồi sao. Tại vì cơ bản là nếu mà nó hơi đáng sợ thì mình cũng còn sợ, nó đáng sợ quá mình cũng không sợ, ý là nó vượt qua cái ngưỡng rồi thì mình cũng nhắm mắt mình là đánh liều. Thì tôi mới nhận lời tham gia chương trình này vì tôi nghĩ là tôi sẽ học được nhiều. Nhưng mà chắc hẳn là không chỉ là tất cả quý vị ở dưới đây cũng rất thắc mắc là liệu có trận cười té ghế nào trong chương trình không ạ? Tôi chỉ cần hỏi câu đấy thôi. Hay là một Minh Trang nghiêm túc ở trong chương trình ạ? Bạn có thể chia sẻ không ạ? Tôi nghĩ là cái đó tôi nghĩ là mọi người cứ từ từ theo dõi chương trình đi. Tại vì á, đồng chí Mai Hằng hay dài, tôi sẽ nói ra những cái mắt trong đó để mà khỏi còi. Tôi rất là lớn lợi mọi người, tôi không để tôi bị dài đâu. Nên là mọi người cũng có mắt cười té ghế hay không thì ở nhà tôi bị cái ghế sẵn rồi mình mới có thể té được. Ví dụ ngồi dưới sàn hay phải ngồi trên ghế. Rồi nhiều fan của tôi còn bảo là phải mặc tả rồi mới coi, thì tôi thấy là nó hơi bị
cao trào quá phấn diện, các bạn cười nhẹ thôi, cười khẩy khẩy thôi được rồi, rồi mình cười từ từ cười lên chứ mà mình cười té le ra nó sẽ vui. Nên là tôi nghĩ là mọi người cứ đóng là khi được một cách vui vẻ tự nhiên nhất thì nó là vui nhất. Hồi nãy trong phòng chơi có thấy Minh Trang nói là nói có tiết lộ với tôi là em chắc chắn sẽ là rất nghiêm túc, rất kỷ luật trong thầy ngũ mà. Thôi bây giờ em không bằng nói ở đây đâu. Về cái tác phong đó, thì tôi là một người rất là sợ. Tôi là đi học là tôi chỉ lén tác ức, lúc nào thầy cô gắn tớ thì tôi mới dám thề. Còn lúc nào có thầy cô thì tôi chỉ tấm vai là một học sinh ngoan ngoãn. Thì trong môi trường kỷ luật tôi đã cố gắng hết sức là tôi nghiêm túc. Nhưng mà cái khuôn mặt của tôi thì nó tạo ra một sự bất lợi, là tôi càng cố gắng nghiêm túc thì cái khuôn mặt của tôi nó càng khiến cho mọi người muốn cười, nên là tôi bất lực lắm rồi, tôi không khống chế gì đó nữa. Tôi sẽ cứ là tôi bên trong, tôi nghiêm túc ngầm, tôi nghiêm túc gì đó, mọi người công nhận thì công nhận, không công nhận thì thôi à, tôi biết phải làm sao. Vâng, muốn xem Minh Trang cụ thể như thế nào thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đón xem những tập phát sóng của chương trình ạ. Rồi tôi sẽ không gài bạn nữa. Tiếp theo xin được hỏi Quỳnh Mai ạ. Tôi nghe nói là đồng chí Quỳnh Mai định cãi nhau với cả đồng chí Ngọc Linh để tạo drama cho chương trình ạ. Có phải không ạ? Dạ vâng, thì lời đầu tiên cho phép em Quỳnh Mai gửi đến lời chào trân trọng nhất đến với tất cả mọi người buổi đêm là chúc năm mới, chúc mọi người một năm mới thật là bùng cháy. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, thực ra để mà nói đến với chương trình Sao Đọc Cũ hôm nay thì thực sự là một cái thử thách rất là lớn, là một cuộc đời mới luôn, hoàn toàn nó gọi là fresh life với cả Mai Nhạc luôn. Và khi vào tham gia chương trình này thì em cảm thấy là cái đầu tiên là em sẽ cảm thấy rất là sợ, là không biết sẽ có thể kết nối được tốt với tất cả các chị em đứng ở trong này không. Bởi vì em nghe mẹ em nói là thường là nếu mà ở chung một tập thể mà có nhiều con cái với nhau thì sẽ rất nhiều gây nhiều cái drama. Thế thì nhưng mà thế nào mà em tham gia chương trình em lại thấy được là các chị ở đây như những người đàn ông. Chúng ta gặp nhau một khác thôi là như những người đàn ông. Và nhưng mà em cảm thấy là cuộc đời nó quá là yên bình đi. Nhưng là các chị em cứ nhìn nhau là cười, cứ thấy nhau là rất là mệt. Nói chung là bơi mục lên mục xuống nặng lên ai cũng thở. Nhưng mà lên một cái chị em nhìn thấy nhau là ô cười ha ha. Cười ha ha lại đến lại không có chuyện gì ra cả. Thế em với cả chị Linh có thêm nhau một câu là em biết năm nay nếu mà mình có cứ đối xử tốt với nhau quá như này thì chương trình sẽ rất là chán, sẽ rất là nhạt đấy. Thế nên là chị em mình chỉnh nhau đi. Thì Linh và chị em mình thích thắng phải đánh nhau luôn một lần thôi. Em thề với đứa chị em mình là nhau thích thắng với chương trình rất là nhiệt huyết. Mình cuối cùng chưa đã sao có cãi không? Đánh chưa? Đánh chưa? Chưa thấy hồi đánh là lại cười rồi. Là lại cười đó. Là luôn luôn là cười, luôn cười là trên môi. Thì lúc nào cũng là cười trên môi. Thế nên cái điều rất là khó khăn. Em có nói là nó cười mà mọi người sẽ chương trình chứ. Đúng không? À, đúng rồi. Nhưng mà cũng có đánh nhé. Cũng có đánh nhưng là một nhân vật khác đánh nha. Em bị một nhân vật khác đánh nha. Em bị một người khác đánh, em thề. Em bị một người khác đánh cho sái và quay hàng. Mọi người phải xem mọi người mới biết được. Cho nên mọi người hãy đón xem Sao Đọc Cũ 2023 để biết được em là một người như nào, mạnh mẽ như nào, bị một ai đó đấm cất sái quay hàng. Quay hàng đón xem em. Đồng chí Quỳnh Mai ở trong Sao Đọc Cũ sẽ đánh như thế nào ạ? Đồng chí Ngọc Linh có chia sẻ gì với câu hỏi vừa rồi không ạ? Cái việc cãi nhau với cả đồng chí Quỳnh Mai để tạo ra hoa chương trình như thế nào có xác thực lại xem thử đồng chí Quỳnh Mai nói đúng không ạ? Hay là có đánh rồi nhưng mà lại im lặng chịu, không nói gì? Thật ra thì nếu như mà nhìn xét về phương diện ngoại hình thì em và Mai có lẽ là hai cái nhân tố mà dễ lao và đánh nhau nhất. Nhưng mà đến khi mọi người xem chương trình thì mọi người sẽ thấy một nhân tố duy nhất lao vào đánh Mai ác hơn cả em. Thì ra tay thôi. Trước khi mà biết chơi thì mọi người khi vào mọi người xem chương trình thì mọi người sẽ cảm thấy bất ngờ vì nhân tố bí ẩn của team của em. Không tiết lộ nhân tố bí ẩn đấy là ai à? Ở đâu nhỉ? Bí ẩn không tiết lộ ạ. Tiết lộ nhân tố bí ẩn đấy là thế thì quý vị lại phải chờ chương trình lên sóng ạ. Vâng. Rồi tiếp theo xin được hỏi đồng chí Thiên Ân ạ.